hai loại rau giá rẻ cực tốt cho gan, mắt cơ thể của bạn. Không khó để có thể tìm kiếm những loại rau này ở chợ. Theo thời báo văn học nghệ thuật, đây đều là những loại rau giá rẻ nhưng lại có tác dụng cực kỳ tốt cho sức khỏe, đặc biệt là cho gan, mắt và hệ tiêu hóa. Rau mồng tơi, đầu tiên phải kể đến rau mồng tơi Loại rau này dễ tìm, dễ mua, giá lại rẻ nhưng tác dụng của nó thì không phải bàn cãi. Từ xưa nay, rau mồng tơi đã được dùng trong nhiều bài thuốc. Loại rau này có tác dụng cực kỳ tốt như là thanh nhiệt, giải độc, giảm nóng gan và đẩy lùi các triệu chứng rôm sảy, mụn nhọt. Bên cạnh đó, rau mồng tơi còn chứa lượng vitamin A dồi dào rất tốt cho mắt. Loại rau này còn giàu chất chống oxy hóa có tác dụng trung hòa gốc tự do gây hại cơ thể, ngăn chặn sự hình thành của tế bào lạ rau khoai lang rau khoai lang trong đông y là thảo mộc không độc có tính bình giúp bồi bổ sức khỏe lợi mật tăng cường thị lực chữa vàng da rau lang có tác dụng tốt cho việc thanh nhiệt làm mát cơ thể trong những ngày nắng nóng hay khi cơ thể đang bị nhiệt nóng bạn hãy thử ăn rau lang vì rau lang có tính thanh nhiệt làm mát Rau lang có vị ngọt, mát, nhờ chứa nhiều chất xơ nên có tác dụng nhuận tràng. Ngoài ra, loại rau này còn chứa chất nhựa tẩy khoảng 1,95% đến 1,97% nên giúp ngăn ngừa tình trạng táo bón, rất tốt cho tiêu hóa. Vậy nên, trong thực đơn hàng ngày của mỗi gia đình nên thêm các món ăn từ rau khoai lang.